Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy địa giới là vô thường, tư duy thủy hỏa không không thức giới là vô thường, tư duy địa giới là khổ, tư duy thủy hỏa không không thức giới là khổ, tư duy địa giới là vô ngã, tư duy thủy hỏa không không thức giới là vô ngã, tư duy địa giới là bất tịnh, tư duy thủy hỏa không không thức giới là bất tịnh, tư duy địa giới là không, tư duy thủy hỏa không không thức giới là không, tư duy địa giới là vô tướng, tư duy thủy hỏa không không thức giới là vô tướng, tư duy địa giới là vô nguyện, tư duy thủy hỏa không không thức giới là vô nguyện, tư duy địa giới là tịch tịnh, tư duy thủy hỏa không không thức giới là tịch tịnh, tư duy địa giới là viễn ly, tư duy thủy hỏa không không thức giới là viễn ly, tư duy địa giới như bệnh, tư duy thủy hỏa không không thức giới như bệnh, tư duy địa giới như ung nhọt, tư duy thủy hỏa không không thức giới như ung nhọt, tư duy địa giới như mũi tên, tư duy thủy hỏa không không thức giới như mũi tên, tư duy địa giới như ghẻ lở, tư duy thủy hỏa không không thức giới như ghẻ lở, tư duy địa giới là nóng bức, tư duy thủy hỏa không không thức giới là nóng bức, tư duy địa giới là bức bách, tư duy thủy hỏa không không thức giới là bức bách, tư duy địa giới là bại hoại, tư duy thủy hỏa không không thức giới là bại hoại, tư duy địa giới là suy tàn, tư duy thủy hỏa không không thức giới là suy tàn, tư duy địa giới là biến động, tư duy thủy hỏa không không thức giới là biến động, tư duy địa giới là chóng diệt, tư duy thủy hỏa không không thức giới là chóng diệt, tư duy địa giới là đáng sợ, tư duy thủy hỏa không không thức giới là đáng sợ, tư duy địa giới là đáng chán, tư duy thủy hỏa không không thức giới là đáng chán, tư duy địa giới có tai ương, tư duy thủy hỏa không không thức giới có tai ương, tư duy địa giới có tai họa, tư duy thủy hỏa không không thức giới có tai họa, tư duy địa giới có ôn dịch, tư duy thủy hỏa không không thức giới có ôn dịch, tư duy địa giới có phong hủy, tư duy thủy hỏa không không thức giới có phong hủy, tư duy tánh của địa giới là chẳng an ổn, tư duy tánh của thủy hỏa không không thức giới là chẳng an ổn, tư duy địa giới chẳng đáng tin cậy, tư duy thủy hỏa không không thức giới chẳng đáng tin cậy, tư duy địa giới là vô sanh vô diệt, tư duy thủy hỏa không không thức giới là vô sanh vô diệt, tư duy địa giới là vô nhiễm vô tịnh, tư duy thủy hỏa không không thức giới là vô nhiễm vô tịnh, tư duy địa giới là vô tác vô vi, tư duy thủy hỏa không không thức giới là vô tác vô vi. Thì này kiểu thi ca, đó là bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát. Kiểu thi ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí dùng vô sở đắc làm phương tiện, tư duy vô minh là vô thường, tư duy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là vô thường, tư duy vô minh là khổ, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là khổ, tư duy vô minh là vô ngã, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là vô ngã, tư duy vô minh là bất tịnh, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là bất tịnh, tư duy vô minh là không, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không, tư duy vô minh là vô tướng, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là vô tướng, tư duy vô minh là vô nguyện, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là vô nguyện, tư duy vô minh là tịch tịnh, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là tịch tịnh, tư duy vô minh là viễn ly, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là viễn ly, tư duy vô minh như bệnh, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não như bệnh, tư duy vô minh như ung nhọt, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não như ung nhọt, tư duy vô minh như mũi tên, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não như mũi tên, tư duy vô minh như ghẻ lở, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não như ghẻ lở, tư duy vô minh là nóng bức, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là nóng bức, tư duy vô minh là bức bách,